Sai đồ chọn nha cả nhà. Tại vì em thua hai kèo em hát hết trơn rồi. giờ em nói lái. Không lẽ ba kèo không thắng được kèo nào sao? Bé Xuân. Nhà em hâm em rồi. Chuẩn bị trả kèo nha chị Út. Để mai mốt. Để mai mốt mà qua mời chị bị, chạy. Đang bị hét tim. Để mốt qua mời chị chạy thì sao? Nó giỡn thôi nha cả nhà, cứ chơi. Cần cái nịch bỏ chạy thôi. Cái nịch bỏ chạy thôi. Nói giỡn chứ cả nhà cứ đánh đi nha, có nhiều chơi nhiều ha. Mai chị Mỹ Vân lên YouTube xem. Nói thì nói thôi chứ đừng có nương tay. Quánh được thì cứ quánh nha. Hello La La. La La ơi, La La ơi, mọi người cứu em, mọi người ơi. Mô Phật. Gì mà ông đi qua bà đi lại kìa. Tiện tay cứu em, tiện tay cứu cả em. Cả nhà ơi, gia đình mình ai còn, nói chung là còn cái nịch cũng chơi nữa cả nhà, quýnh trận cuối cả nhà. Còn gì chơi nấy. Cả nhà phụ cả nhà ơi. Ây da. Đêm Phương Nam nhầm nhầm kia bà Tư cãi lộn hả? Đêm Phương Nam bà Tư Gia Xuân hả? Chết luôn á. Chị Mỹ Vân quyết thua đủ với chị Xuân đêm nay. Đó chết luôn rồi. Thôi ơi anh là la ơi, buổi tối đừng cho bà Tư cãi lộn. Bà Tư cãi lộn cả làng không ai ngủ được. Anh trốn đây té xuống giường đâu. Hồi hộp gì ta. Em cảm ơn anh. Anh Vũ Ca là lần nào cũng muốn giết cho bằng được em. Lần trước cũng vậy nữa, dập te tua luôn. Lần trước dập te tua không cho thắng kèo nào luôn. Bên kia làm sao hai trận vừa rồi quánh bân te tua mà sao giờ im ru vậy chàng? Lên đi chứ chàng. Ui da, bé Trâm. Cảm ơn Trâm. Rồi có kèo là cứu nha. Đừng bỏ con giữa chợ. Chết tôi rồi. Chết rồi. Cũng sợ mất sọc lắm á chị. Tại 12 sọc rồi. Mà không lẽ ba kèo thua ba kèo hả? Chứ thì cái bữa mà anh Vũ Ca đổ cho chị đánh em đó, em cũng thắng kèo nào đâu. Có thắng kèo nào đâu. Kèo cuối cả nhà phụ Trâm. Hai anh cả nhà ơi, có nhiều chơi nhiều cả nhà. Cảm ơn bé Trâm. Cho em thắng một kèo đi cả nhà, không lẽ thua hoài. Ba kèo thua hết hả chàng? Cả nhà ơi, hôm nay mình huy hoàng nở mày nở mặt tí xíu được không ạ? Tại lần trước Vũ Ca dập em te tu không cho thắng kèo nào luôn á. Có gì đâu mà than. Có gì đâu mà than. Có gì đâu, có gì mà, đâu than. Mà than. Ôi em không tin Vũ Ca đâu. Anh lên dây cuối không à. Chào quá ta. Cắt ngắt nhéo đi chị Vân ơi. Dây cuối cả nhà ơi. 10 giây sau cùng. Kèo cuối luôn cả nhà.
hồi hộp quá, hồi cho nở mày nở mặt dòng họ đi cả nhà ơi. Ấy bên kia ốc bên kia. À, thua rồi. Cảm ơn con nhà nghèo. Mình để. Ui là trời. Rồi bé Trâm bị lọt ruộng luôn hả gì vậy? Chị ơi, bên em bị lọt ruộng rồi. Bị lọt ruộng hả? Không lọt hả? Có lọt không? Em à, không lọt ơi. Hả? Ôi là trời. Em đa tạ hai anh, đa tạ. Trời ơi, không lẽ mà không thắng sao? Ôi, công chuyện rồi. Tức quá tức mà. Không sao. Thắng làm vua, thua trả kèo. Rồi cảm ơn giờ... con nghèo. Em cảm ơn anh. Cảm ơn bé Trâm. Bây giờ à, hồi nãy con nói thua là nhiều, bé Xuân mấy chục nha. Viên rồi. Dạ. Bây giờ kèo em tự chọn hả chị? Đâu, chị chọn chứ. Ủa chị chọn cho em hả? Chị chọn. Ủa em tưởng em tự chọn chứ. Đâu có. Thôi chết rồi lượm bây giờ ơi. Con hỏi. Tưởng đâu kèo dễ á. Con hỏi cả nhà của Vân là cho bé Xuân hát hát chữ cái, chữ L giống Vân nãy hay là cho nó lái cả nhà? Nhà chị Vân bị lọt một cây kiếm hả? Một cây kiếm. À. Oh my God, ngồi cả mắt luôn. Nhà chị lọt một cây kiếm hả? Dạ. Thiệt, cái này chơi giữ mối thiệt luôn. Dạ rồi. Bây giờ cả nhà mình cho bé Xuân hát chữ cái hay nói lái cả nhà? Hai cây kiếm. Lọt hai cây kiếm. Lọt hai cây kiếm luôn hả anh? Dạ. Giờ sao cả nhà? Anh hồi nãy anh cũng ra nói là hát chữ cái. Hai cây kiếm. Rồi bây giờ cho bé Xuân trả kèo gì cả nhà? À, hát chữ cái hay nói lái? Anh đánh bốn cây kiếm, anh anh Thơ đánh bánh, anh đánh bốn cây kiếm mà rớt hai cây. Vậy là rớt hai cây. Giờ sao cả nhà nói anh, gợi ý cho em đi. Chị chọn mà, hồi nãy chị nói chị chọn mà sao giờ chị để chị các bạn chọn chị vậy? Chọn nhưng mà chị hỏi ý cả nhà. Chị hỏi ý công khai vậy sao được? Chị hỏi riêng mới đúng. Thôi bây giờ là bộ cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi riêng từng anh đi. Đó chị hỏi công khai vậy. Bây giờ con hát chữ L cho chị giống như nãy chị hát. Cái này gọi là gì? Quả báo hả? Cưng hát bài Sầu tím thiệp hồng đi. Thôi chết rồi. Em mà hát cái này là ta nói là khối chị em đi mua thuốc sức lỡ. Chị Vân dây thun quá. Hung chị Vân 20 cái. Giờ hung sao được, em không bây sao giờ được. Cưng hát chữ cưng hát chữ L bài Sầu tím thiệp hồng cho chị. Dạ. Dạ ok chị, em sẽ hát nhưng mà khúc này em sẽ cắt.